Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Đồng minh nổ súng vì Ukraine, một trụ cột NATO lại bay ra đỡ đạn giúp Nga. oái oam quá! Trong lúc có nhiều lo ngại cho rằng Nga sẽ tấn công Ukraine, hầu hết các đồng minh phương Tây đang hành động để hỗ trợ Kiev và tấn công các thành viên dễ bị tổn thương của NATO. Tuy nhiên, một số quốc gia trụ cột như Đức lại đang có cách tiếp cận khác, đặt lợi ích của Nga lên trước phương Tây. Berlin cho thấy một thực tế nghiêm trọng đối mặt với hai mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với mỹ và trung quốc là nga đức không còn là đồng minh đáng tin cậy đối với đức khí đốt giá rẻ xuất khẩu ô tô sang trung quốc và an ninh năng lượng từ nga dường như quan trọng hơn sự đoàn kết với đồng minh chính vì vậy số phận của ukraine sẽ mang lại cho đức một gánh nặng trách nhiệm berlin từ chối cung cấp vũ khí cho ukraine và đang tích cực ngăn cản estonia làm điều đó trong những ngày gần đây anh đã vận chuyển vũ khí chống tăng đến ukraine và thực hiện các chuyến bay thu thập thông tin tình báo liên quan đến Ukraine. Nhưng trong khi các chuyến bay tình báo quá cảnh không phận Đức, tuyến đường trực tiếp nhất giữa Anh và Ukraine thì các chuyến bay chở vũ khí vẫn đang được thực hiện các đường bay vòng quanh Đức. Bộ Quốc phòng Anh đã đi đường vòng, xác nhận rằng họ không xin phép bay quá cảnh. Đó là điểm mấu chốt. Anh không yêu cầu vì điều đó có thể bộ Đức phải chấp nhận hoặc từ chối. Anh tin rằng quyết định này sẽ gây khó khăn cho chính phủ mới của Thủ tướng Olaf Scholz. Một minh họa khác là cách tiếp cận của Berlin đối với đường ống Nord Stream 2 đưa khí đốt đến châu Âu từ Nga. Các cơ quan quản lý của Đức cho biết đường ống không thể bắt đầu hoạt động cho đến khi đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ. Điều đó đã khiến ông Putin không hài lòng, người muốn đường ống phải hoạt động ngay bây giờ. Đáp lại, Gazprom đã đảo ngược dòng khí đốt qua đường ống Yamor Europe hiện tại trong hơn 4 tuần. Đức cũng đã từ bỏ mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng của NATO là 2%, chỉ chi 1,5% GDP. Khi Nga tiếp tục tăng cường quân sự dọc biên giới với Ukraine, NATO và EU đang cố gắng xây dựng một mặt trận đoàn kết, vững mạnh trước những diễn biến bất thường và nguy hiểm. Nhưng Đức đang phá hoại sự thống nhất đó, khiến phương Tây trở nên yếu và chia rẽ hơn. Dư luận Đức thể hiện rõ sự chia rẽ trong quan điểm về vấn đề Ukraine. Khoảng 47% phản đối việc giao vũ khí phòng thủ cho Ukraine, nhưng ít nhất 42% ủng hộ. Thủ tướng Olaf Scholz và các thành viên Đảng Dân Chủ Xã hội nói không muốn hủy bỏ cam kết của đảng đối với chính sách Ostpolitik, hợp tác với Nga thông qua đối thoại và liên kết kinh tế. Vì vậy, lập trường của Đức đối với Nga sẽ chỉ thay đổi nếu chính quyền Scholz nhận ra rằng Ostpolitik sẽ kết thúc, nếu dư luận gây áp lực và nếu Đức thực hiện một số vai trò lãnh đạo chủ động rất cần thiết ở châu Âu. Quan trọng hơn, lập trường của Đức lại nhận được sự ủng hộ từ một quốc gia trụ cột khác, Pháp, vì những lý do khác nhau. Tổng thống Emmanuel Macron muốn một châu Âu không phải do Mỹ lãnh đạo. Phản ứng với cuộc khủng hoảng này, ông muốn châu Âu có chính sách an ninh và quốc phòng của riêng mình để tạo ra một quyền tự chủ chiến lược. Theo quan điểm của Macron, bối cảnh địa chiến lược toàn cầu đã thay đổi nhiều đến mức châu Âu phải phát triển các công cụ của riêng mình để tự vệ và định hình chính sách. Về phần mình, Đức không có la bàn chiến lược, vì sau Thế chiến II, quốc gia này đã bị khóa vào một lối tư duy theo chủ nghĩa hòa bình. Điều này giải thích tại sao Đức không thoải mái với ý tưởng của Macron cũng như các nước Baltic, Ba Lan và các nước Trung Âu khác. Và cuối cùng như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.